Giúp không? Thì bữa nay thì Hiền và Lý với Phúc hay quá vậy. Nào, cục đèn nào. Nhất lên càng xíu ạ. Nhất lên càng xíu. Nào. Sao có làm nghề mùn nữa không má? Hả? Sao ổn định nó có làm nghề mùn nữa không? Nó mai mùn nữa, mẹ còn tại đây lại có gì động hơn. Có làm gì gì lo nữa, có gì muốn biết. Làm nghề mùn thì mình học nghề mùn ra, làm mùn làm gì nữa. Chỉ là sáng nay không mở thôi. Nếu mà có điều kiện thì ai cũng mở chứ, mà thiệt tình nữa thôi. Chứ bây này có một cái nữa, mình cũng có thể mình đi làm cho họ. Vừa được đi mà em để nó có điều kiện thôi. Con mình có tiền đi nhà ai cũng ở nhưng nó đi chị mà sao chị còn nhà chị mở tới nhà thì làm tại vì mình vượng bằng con cái này chị có liên lạc với con bé có liên lạc với bé Hiền không chị Thuận? Hiền à? Hiền núi Thành á. Hiền thì lâu lâu còn làm tiếng đó. Rồi là hai con bé nó bay rồi hết. Nam bảo nó đóng quay gì không nào? Được nhưng mà đừng hái cãi thì lúi đó. Đừng nghe tức lưng tức người còn những người quay mà lâu mình quay lâu mình cũng lưới dù này thấp con Hằng nó đứng là sướng nhất. Đứng vừa người của nó. Thế được đưa cái vô bốt bữa đi muốn như thế là bên hờ quấy rồi. Chị kéo bữa đi chị tin đi đéo chứ kêu với thử nghiệm thôi mà. Hả? Chứ kêu thử nghiệm mà. Thử nghiệm đó. Thử nghiệm có nghĩa là lòm lỡ đó có được hay không á chứ cũng chưa chết á. Sợ không được 10 phút đó. Còn bên kia nữa mà. Mình đóng phim ăn đủ. Làm mụn ngắn này khó thấy quá. Không thấy cái đầu mụn luôn. Cái đoạn có này ngày thì chưa đoạn rồi anh đi mua à? Phương bị bom hòn đúng không Phương? Con mấy con nhỏ thì chứ bị yêu cầu là đi không bùng mà nó bùng biết không bọn bè mấy con bùng như thôi chứ yêu cầu không bùng chứ được mở hai con cá nào ừ hôm qua con bùng luôn nó bờ ra đi ăn thêm luôn xả suối chị nói nhìn đi vòng một ăn nhắn lộn là đúng số đi xui
gọi mẹ Phúc. Đóng rửa hết rồi. Thật mặt chưa đèn. Bà Yến qua bên đời ra. Ừ, thầy đi thế này em đi hàng điên đâu đúng không? Hàng điên đó. Mà em phải điên mà hai lần. Em là ít điên đó. Tại là ít điên điên. Rảnh quá cái hỏi phản tình hình ra sô. Lâu la vô qua mà dốm nè. Thế là cũng thấy ở năm mà đâu năm con nó đi rồi mẹ bạc sẽ có ý nữa. Nó đi là mẹ rồi. Ừ. Thế nó mình đưa cái không mòn dép miếng cái nó quen cái chân luôn rồi phải không? Mình đó không cho mòn dép luôn á. Đau chứ. Mời với lại bên đó sần gỗ đi có ít có lạnh chân ví dụ như mùa đông á. Bên đây nành đây mưa hơi đó lạnh chịu chi nổi. Nó trong lành quá à. Bên này không có khách mấy người đi dỗ à. Đường đây nó ít xa nữa. Mụn dài mà cũng qua nó là mốt hết sức mốt luôn. Nó tát đèn à? Bị lõm dài. Hôm bữa nay chị Loan chị mới làm gì chị đau chị không có tâm trạng mà chị lâu đi kéo đâu. Chị được khỏe đâu người. Đấy. Bỏ cái cục lan tràn đi. Cái bụng chỉ kêu